Dạ, hôm nay thì cái vết thương thận cũng đỡ rồi. Thận nhận được lời mời của chính quyền địa phương cũng như là cái hoàn cảnh phía sau này. Thận hôm nay sẽ dùng tiền quỹ để đi cứu trợ, giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn. Thì trong đây có một người sống neo đơn ở trong đây, lớn tuổi rồi mà bị giật méo miệng hết trơn, không biết là lý do gì. Bây giờ thì Thận sẽ vào tìm hiểu câu chuyện ra thế nào. Thận chờ cái đường đi gì hết trời. Chào chú. Sao trốn không vậy? Ủa, trốn không vậy? Chào chú. Chú ở đây có mình rồi quý vị. Chú nói chuyện được không? Nói chuyện được không? Nói chuyện được không? Con chào chú. Chú tên gì? Chú tên gì? Không có nói được quý vị. Méo miệng. Ngủ đây hả? Chú ngủ đây hả? Chú ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Chú ngủ đâu? Ngủ đây hả? Chú không có nói chuyện được quý vị. À, con chào chú. Dạ. Chú ở gần đây không? Dạ, gần đây ngồi sau nè. Vậy đó hả? Cái chú này sống ở đây với ai vậy? Con mình nó hồi nhỏ lớn không có vợ. Dạ, vậy hả? Ừ. Tại vì con rồi hỏi giờ nó điếc, đuôi hết con mắt nữa. Rồi cái miệng sao méo chưa hả? Cái miệng thì nó gụng răng rồi nó méo một bên. Có bị tai biến gì không? Cái tai biến thì không có, nhưng mới chuyến rồi thì nó bị mà cái gì phổi đó, lao phổi. Dạ, vậy hả? Lao phổi rồi mới bớt. Là cái nhà này nhà của chú hay gì? Cái này nhà của nó. Trời ơi, thôi mình nó tàn dữ rồi trời. Nó bệnh rồi bây giờ nó để sập luôn đó chứ có ai mà. Vậy đó hả? Cái đất đai này của chú không? Của đất chú này không? Đất đai này của ông già, nó ở chung với ông già nó. Đất của ông già nó đây. Dạ. Nó cất thêm cái nhà này nó ở. Rồi, chú có vợ con gì không? Không, hồi nhỏ lớn không có vợ. Có vợ con mà nó cũng thôi rồi. Thôi hồi còn trẻ hay là sau này? Còn trẻ. Rồi có con không? Có một đứa con mà cũng không được luôn, nó cũng đi mất tiêu luôn, nó không có gì. Coi như là biệt tích hồi cấp bệnh lao phổi đó về rồi tiền bạc của nó xài rồi mấy đứa cô nó xúm nhau đuổi đi rồi. Dạ. Bởi vì không có lo cho cha nó mà tiền cứ lấy xài không. Dạ. Bây giờ hết tiền luôn rồi, bây giờ vòng vòng nó lâu lâu cái tôi ra cho gạo không thôi cho tiền mua đồ ăn. À vậy là chú cho gạo á hả? Lâu lâu rồi cho chứ không phải cho nhiều nghe. Cho lận bao đâu, cho ít ít vậy đó cho nó ăn vậy thôi. Dạ. Vậy hàng ngày có tiền xài không? Có tiền để mua cá thịt gì không á? Hồi đó thì anh em cũng gom để cho, bây giờ nó nghèo anh em đi bằng hết trơn luôn. Vậy đó hả? Chú tên gì chú? Chú tên Đan. Dạ. Chú với nó là chú bắt ruột. Vậy hả? Chứ không phải anh em ruột hả? Không, chú. Trời ơi. Vậy là chú này là tên chú là chú gì? Chiêu, nó tên chú, Chiêu. Chú Chiêu hả? Chú sống như vậy là bao lâu rồi chú? Thì sống cũng lâu lắm rồi. Là sống đây nhỏ lên là cái nhà này chắc dột hết trơn hả chú? Dột rồi, bởi vậy nó mới mua tấm bạc nó lợp lên. Sao ly lên nó quay nè, trời ơi nó dột hay sao mà chú mới treo vậy nè. Nó dột. Thì ở đây là chú này là tự nấu cơm ăn luôn hả? Chú cơm đây hả? Nó bệnh nó đi không nổi đó. Thì gà giấu thôi quý vị. Có nhỏ chị đó nó. Trời ơi sao nhỏ nhẹ nhỏ nhẹt chứ vậy? Mà chú ở đây là chú biết tiền không? Biết tiền không? Tiền thì nó biết. Hồi đó là bằng mướn sống không? Vậy hả? Với Tết là nó đắp cà gàng á. Chú làm nghề đắp cà gàng hả? Bây giờ cũng không có đắp được luôn. Để hỏi coi. Chú đắp. Đau. Đau. Đau, đau. Cái này nè. Đứt bóng đèn không cháy.
Trời ơi. Thiện nó có bán bút đèn không? Cái nhà tiệm. Tiệm cái này chắc có, tiệm tiêu lát đó. Có ai giao lên đây được không? Mua ống luôn. À, anh điện cho mẹ mấy. Cái điểm cho thằng Cương á, ý thằng con Cương á. Đức bóng đèn thay cho chú bóng đèn luôn. Đức phải không? Hai luôn. Dù quá luôn. Cái bác đó coi. Ông già. Nhưng mà ông già nó cũng nghèo, mới chết năm ngoái. Vậy hả? Ừ. Ở đây thì còn anh em ai mà để mình nhờ giả cho chú không? Có thằng em ruột của nó đây mà không có nhờ, nó cũng nghèo, đi cắt ca mỗi bữa. Vậy hả? Rồi. Trời qua xài nước cũng hơi khó nữa. Bởi vì nó hà tiện hà tặng với anh em gom lại cho nó vô nước cho nó đó. Dạ. Cái này còn xài không? Không biết còn được không. Cái này còn xài được không? Hết rồi. Không có tiền mua. Không có tiền mua. Không có tiền mua ga nữa. Đủ cháu lắm rồi kiếm tới giờ hả? Đi đâu gì á? Thì cái này là để dành làm gì chú? Cái này là giả của nó hư đó. Hư rồi, bây giờ qua anh kia ngủ. Ừ. Còn kia có cái giả khác. Dạ. Yeah. Bây giờ có được cái giả khác rồi nó. Trời ơi, chứng tỏ là cái này lâu lắm rồi ha. Lâu hư hết rồi. Cái miếng này là miếng để lót nằm á ha. Ừ. Thì nước truyền tới đây xài á hả? Ừ. Anh em xúm nhau vô cho nó nước nó xài. Trời ơi, cái này nước chứ không phải gạo, nước quý vị. Nước để dành cho cơm á hả? Ừ. Nước để dành ăn cơm, nấu cơm đó. Ủa mà thằng này đi đâu ta? Nó về đây nè. Hả? Nó nói chuyện. Giờ bên đây là cái gì? Không biết cái đó cái gì cũng thùng thăng. Nước hả? Chú ở đây chú có nợ nần gì ai không chú? Nó thì không có thiếu nợ ai hết. Thì không có thì anh em nó gom cho ăn dạ uống vậy thôi, chứ còn nợ nần thì không có. Ai không có biết. Nói không có nghe đâu. Nó biết. Trời, chú ở đây hồi đó giờ bà con cô bác mình ở đây có thương không? Nó thì người ta thương. Có xích mích gì với ai không? Không, không có xích mích với ai hết. Dạ. Rồi, đó giờ chú có cái lý lịch là tốt không? Tốt, lý lịch tốt, không ăn cắp bằng chồng gì của ai hết. Dạ, nhỏ lớn luôn ha. Ừ. Vậy mà sao vợ con bỏ chơi ha, bà bỏ lý do là về đây ở là cũng như không tiền bạc, con vợ nó về chỉ dòm cái túi tiền của nó thôi. Dạ. Ừ. Thành ra ở không có tiền rồi thành ra nó đi. Là chú năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay cũng 68 tuổi rồi, lớn hơn chú 2 tuổi đó. Rụng răng mà méo miệng vậy hả? Ừ. Con nghĩ có bệnh gì chứ sao mà rụng răng méo miệng vậy? Không biết sao mà hồi đó từ bên đây thì còn răng, bên đây hết răng thì nó méo vậy. Dạ. Cũng ngộ ha. Ai cũng nói nó rụng răng rồi méo vậy chứ. Nó cũng lạ ha. Ừ. Nó giống như là tai biến nó mới méo vậy. Dạ. Chứ ngồi tính đâu đi rồi. Còn thấy được không? Còn thấy được con không? Thấy được không? Thấy. Mai. Trời ơi, cái phía này nè. Chiều nay còn miếng đồ ăn đổ nữa. Tao, chú ăn cái gì đây? Cái này cái gì đây? Thịt heo, cái này, thịt heo. Trong đây thịt heo hả? Ừ. Nó ăn thịt heo, nó không dám ăn gì. Trời, có một cục để ăn. Cái này chắc cá hay gì đây nè. Dạ, kho, thằng heo kho. Khô. Thận cho nhịn này, Thận nhớ tới hồi xưa Thận còn thanh niên đó quý vị. Thận đi học nghề với đi học đó rồi kho cái nồi sẵn vậy là ăn có từng nấu cơm xong rồi đầu hâm nóng nóng lên rồi trộn với cơm ăn. Cái này gì? Không thấy cái đồ niêm gì chưa ha? Ừ. Đâu? Đồ niêm đâu? Đây nè. À, cái này nước tương, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt đó không thấy. Có nhiều đây quý vị. Chắc không có ăn bột ngọt quá. Chú có tiền không? Chú có tiền không? Chú có tiền túi không? Không có tiền túi hả? Giờ gai dấu chứ mới biết hả? Không có tiền hả?
khóc cái gì kìa trời. Chú Tháo Bá Kiến à, ừ, chú Tháo Bá Kiến à, con coi coi. Rồi chú Tháo Bá Kiến ha. Rồi hư con mắt, chú khóc cái gì á? Hư hết con mắt rồi. Hư hết con mắt rồi, là hồi đó sao hư vậy chú? Không biết hồi đó con mắt sao hư vậy? Rồi chở đi. Đã rồi. Rồi Thận mới vừa liên hệ tới cửa hàng mua luôn cái bóng đèn này 100.000. 90.000 cho cái anh đi mua đó, tiền ship 10.000 đó là 100.000. Khi là cục quả. Khi cho là. Là khi cho là cục quả. Cái sợi giật. Thôi thôi thôi. Rút cái này ra nó mới ghim nó sợi giật. Thế vậy mà tội nghiệp, lo cho cái sức khỏe người khác. Cái này rút ra ha. Thay cho chú luôn quý vị. Bật lên chú, bật lên. Wow. Sao không cháy? Tới thượng phân mới được. Chim chim mới ăn điện chứ. Nè. Ờ ờ. Không biết. Hư rồi, đứt rồi. Đứt ha, hư rồi. Đứt rồi. Đứt nằm bơ. Mừng không, mừng không? Mừng không? Sáng không? Vậy được chưa? Mua một cành đó. Thẩm mua gần đó, thẩm. Em mua gần đó, em vừa. Không đi bơ quá. Đây rồi. Mà bơ rồi, bơ gì vậy? Bơ, 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 bơ lại nè. Bơ, 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 bơ. Cái này là hư rồi. Cái này hư rồi. Thay cái này vô như là trúng cái dây nối của chú luôn hay gì đó, chú nói luôn. À đứng đây mới thấy nè, cái đầu này nè. Đường đây là như là niêm đó nè, chú có xài bình thủy nè quý vị. Bên đây là quần áo, trời ơi, thần đi quay mà giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn mà thấy những cái hoàn cảnh này thì thấy nó tội nghiệp. Là chén nè. Nói chung anh em nghèo hết trơn luôn. À đây đây đồ niêm đây nè. Ôi nãy giờ Thuận ở đây với tiền Thuận tìm không ra luôn quý vị nè. Nó cũng có đồ niêm, chén đũa rồi nhóc nè, cũng tôm tớt nè, cũng đây nè, cũng chùi son chùi nồi úp nữa nè. Trong đây cái gì? Sao Ly coi thấy cái gì dở phụ? Nước cái gì trời? Nước không à? Không thấy gạo. Không thấy gạo. Không có măng đồ gãy gì hết. Con kiếm cái xô gạo của chú mà không thấy nè. Không có gạo đây nè, gạo có 1 tấm đó. Có nhiều đấy hả? Trời trời trời. Gạo, gạo do anh. Đây nè, tại sao Ly quay thần phạm đi. Nè. Có nhiều đây. Thương nghiệp chú à. Giờ bây giờ Thuận sẽ tìm cách giúp chú quý vị. Mà chú ở đây chú ở đây là chú xài tiền lớn được không? Xài tiền giấy 500 ngàn rồi được không? Được, nó cắt được. Biết không? Biết tiền không? Như tiền giấy 500 ngàn biết không? Biết. Bởi vì nó có đi bằng mướn, hồi nó còn mạnh. Hồi dạ. Nó còn đi bằng mướn được. À, hồi xưa chú làm gì? Hồi xưa chú bằng mướn là chú làm đi bằng mướn, người nào mướn bạn gì móc sình, làm củi gì bắt đầu, ai mướn gì mặn nấy. Đây đó, cuộc sống chú ở đó vậy đó hả? Ừ, vậy đó. Chứ không có đất ruộng gì hết, chỉ có ở đây được cái nền này vậy thôi. Dạ. Ừ. Mảnh đất này là đất của dạ. Của ông già. Dạ. Nhưng mà chú có được thừa hưởng cái nền này chưa? Cái nền này nè. Chắc được. Được, dạ. Bây giờ hồi ông chết thì tôi cũng cho nó cái nền này. Dạ. Là chú không có xích mích với xưa nay thôi. Không có xích mích. Coi như là cuộc sống chú là sống tốt ha. Sống tốt. Không ăn cắp ăn trộm gì hết, chỉ mần mướn ăn không đó. Làm mướn à.
Tết thì hồi còn mạnh thì Tết thì đào đất đắp cà gà. Dạ. Bán. À, kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quần người khán giả, thì sau khi mà Thuận tìm hiểu nãy giờ thì thứ nhất là có hoàn cảnh của chú là Thuận được lời giới thiệu của chính quyền địa phương là tới đây là chú là hoàn cảnh là neo đơn, sống một mình ở đây, thì cái lý lịch của chú rất là tốt, mà đương nhiên cái cuộc sống của chú là Thuận thấy là tới là cái nhà nó tệ quá trời luôn rồi, nó không còn cái gì nữa hết. Cái thứ hai nữa thì Thuận gặp trực tiếp bà con cũng như là chú ở đây, thường thường thì chú cũng cho gạo cho cơm đồ ăn hàng ngày, thì chia sẻ là chú có cái cuộc sống là bà con ai cũng thương hết trơn, nhưng mà nó cũng giống như vậy. Lý lịch của chú rất là tốt, thì nay thì chú lớn tuổi rồi, không có còn lao động giống như mọi người. Quay chú đi, sao đi sập, chỉ sập giống như là mắt của chú bây giờ á. Chú ra đây đi chú, chú ra đây đi, chú ra đây chú nhận quà nè, chú ra đây đi. Ừ dạ, trời ơi tôi nghĩ cũng khờ ghê ha. Rồi, kính thưa tất cả quý mạnh thường quân, Thuận sau khi mà hỏi thăm hồi nãy giờ á, thì thấy cái hoàn cảnh chú neo đơn, Thuận thấy rất là tội nghiệp. Một người lớn tuổi giống như vậy á thì nếu mà có con có cháu có vợ á, thì sẽ được an hưởng cái tuổi già đó quý vị. Coi như là còn hoàn cảnh của chú như vậy mà phải nắng mưa như vậy, mà chỗ này là không gầy không, cũng may là không có lốc xoáy gì giống như mấy chỗ khác đó chú. Nếu mà có lốc xoáy á, thì cái nhà của chú là Thuận nghĩ là chắc nhẹ cái là mất tiêu rồi đó. Cho nên á thì cái tuổi của chú như vậy đáng lẽ là hưởng thụ tuổi già, nhưng mà sống neo đơn như vậy nè, thì sống chết nè, nó không biết ra thế nào luôn. Cho nên là Thuận tới Thuận thăm mà cũng không được nói chuyện với chú nữa, thì thấy thì tội nghiệp rồi, thì xin được phép dùng gạo của mạnh thường quân gửi với lại tiền quỹ để giúp đỡ cho chú có phần nào để trang trải trong cuộc sống. Thì Thuận xin được phép dùng tiếp là bao gạo là của mạnh thường quân, đó là hồng muối lưu, nhiều lần ủng hộ rất là nhiều bà con. Số bao gạo còn lại là 6 bao, Thuận giúp cho chú 1 bao, còn lại là 5 bao. Tiếp theo Thuận xin được phép dùng tiền là của nhóm cô Đặng ở bên Úc, nhiều lần ủng hộ giúp đỡ rất là nhiều bà con nghèo và còn khó khăn. Số tiền hôm nay còn đúng là 1 triệu, Thuận sẽ giúp cho chú 1 triệu luôn. Rồi số tiền thì Thuận mới vừa mua cái bóng đèn là 90 ngàn, với lại công cái anh đi mua đó, anh lấy 10 ngàn là 100 ngàn, thì thường trừ ra 1 triệu, còn lại là trừ 100 ra còn 900. Thuận mới vừa hỏi với chú là chú 500 ngàn chú biết chú giữ gìn được, cho nên là Thuận đổi ra trừ lại cho chú một tấm 500 6 7 8 9. Hỏi thử coi nó biết tấm đó. Chú gạo. À, cái này nấu, cái này nấu cơm đói. Dạ, cái này nhiêu biết nhiêu cái này nhiêu ở cái này nhiêu biết 500 biết. Dạ dạy đó. Rồi cái này nhiêu 500. Đừng chú cái này nhiêu 100. Cái này nhiêu 500 triệu. Ông 500 triệu. 400 à? 400. Là nhiêu? Thầm ít trơn là nhiêu? Chú ra dấu rồi, tất cả nhiêu đây là nhiêu? 8 à? 9 8 à? 9 à? 900. Điếc dữ lắm. Nè. Ở đây rồi, để cho có mất chợm chú. Không, ở đây không có mất chợm, ở đây tốt. Không có.
Cái gì? Cái gì? Chú thay bình ga. Vậy thì có tiền đây chú coi chú hỗ trợ giùm con đi ha. Chú hỗ trợ giùm con đây, có thay bình ga được cho chú thay giùm con ha. Tại vì con mới tới đây con không biết chỗ nào là thay bình ga hết. Có tiền là cứ thay ha. Cũng biết. Cảm ơn. Tội nghiệp quá. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu hả? Nó ở đâu vậy hả? Hỏi ở đâu? Nó tùm lum tùm la vậy nè. Tùm lum tùm la luôn. Đây hướng nào cũng có chứ. Nào cứ chờ. Chờ thôi anh xin cưng á. À, chú hỗ trợ giùm con, ví dụ chú cái bình ga hết. Chú kêu lại giùm con nhà te hết rồi. Mua trên đó. Nè chú. Hai cái này cái lấy tiền nè. Lấy tiền này trả cho người ta ha. Kính thưa tất cả quý vị, trước khi khép video lại một lần nữa, Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn là hôm nay là Thuận dùng tiền với là gạo để dùng quỹ giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn á. Xin gửi lời chân thành cảm ơn là Mạnh Thường Quân, đó là Hồng Muối Lưu, với lại là Mạnh Thường Quân, đó là nhóm cô Đặng ở bên Úc, vừa giúp đỡ cho chú có gạo ăn rồi có tiền để giống như là thay cái bình ga nè, thay bóng đèn nữa. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và Thuận cũng gửi lời chân thành cảm ơn chính quyền địa phương ở đây cũng như là dẫn dắt Thuận tới đây để biết cái hoàn cảnh của chú như thế này. Cảm ơn chú rất là nhiều chú ha. Cảm ơn chú. Ở đây chú là cái người mà có cái tấm lòng cao cả nhất đó. Là giúp đỡ cho chú có cái cuộc sống thì gần chú như vậy, nhưng mà cái hàng ngày cơm gạo con tới đây con thấy vậy, chú vậy đâu có lo cơm gạo được đâu. Cũng nhờ chú vậy, cảm ơn chú nhiều ha. Con gửi gắm lên cái vụ bình ga, chú biết đây chú điện rồi con điện. Thì lấy tiền chú trả. Chắc cũng vài trăm à. Dạ, 200 mấy. Dạ. Một lần nữa thì xin gửi lời chân thành cảm ơn và Thuận sẽ xin được hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Con chào chú ha. Chào, bye bye con ơi. Chú hồi nãy giờ là như vậy là chú vui vẻ hay là chú bình thường? Vui đó, mừng lắm đó. Có tiền mừng lắm đó. Dạ, ví dụ như là chú hàng ngày chú buồn á là cái gương mặt thể hiện ra thế nào? Thì buồn thấy nó gương mặt nó hơi buồn nhiều. Buồn vui gì nó buồn vui cũng méo méo bên nó chảy nước mắt cái gì nè. Tội nghiệp con mắt hư nó quý vị. Chú là chú có biết chạy xe đạp hay gì không? Biết chạy xe đạp. Có xe đạp xài không? Hồi đó nó có chiếc mà biết đâu rồi, biết chiếc cũng mềm mà. Xe đâu có xe xe đạp chú không, bây giờ bình thường lật chết chạy xe lật chết lắm. Anh năm ca tuổi đúng quá. Anh năm ca tuổi người ăn khơi xuống ủi cô cái đó rồi làm sao cái phải cậu đã cậu bẩm đấy hả. Nó có cái nghe được, có cái nghe không được. Thôi con về chú ha. Thôi dạ, chú dạ. Cũng cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì Thuận về cô chú anh chị ơi, Thuận cố gắng trong thời gian mà Thuận cũng mới vừa lành vết thương rồi, Thuận đi giúp đỡ được bà con nào đó thì mừng bà con đó. Bây giờ thì Thuận xin được phép khép video lại để Thuận còn tiến hành giúp đỡ tiếp bà con nữa. 4-5 năm là nằm vậy luôn hả? Lúc trước nằm, còn đi từ Tết giờ mới được. Nằm là không còn đi đứng gì được nó trơn nằm. Rồi bác sĩ giờ nói cái bệnh mình sao? Thôi bị tắc nghẽn phổi. Cái cơ này nó teo, nó yếu. Dạ. Giảm. Là vậy là mình mới trên bệnh viện về hay sao mà có cái bệnh oxy vậy? Mướn. Nằm bệnh viện á thì về xuất viện một tháng nay rồi về đây anh cũng vẫn mệt hoài. Thở lấy hơi lên không, thành ra tôi phải suy nghĩ tôi phải mướn cái bình oxy từ của bệnh viện Cầu Kè ta chở lên. Hết bình này thì tôi mướn bình khác, một tuần là một bình, có khi 5 ngày là hết bình. Một bình là 550 ngàn. Bình 550? Dạ. Rồi phun thuốc đó thì phun mỗi ngày sáng chiều. Dạ. Cũng là thuốc mua không chứ không có xin được của bệnh viện. Chú có bảo hiểm hay gì không? Có, nhưng mà loại thuốc này thì không có xin được. Tại vì anh giờ anh đi không được. Nếu có xin thì đi tới bệnh viện Trà Vinh á.
mới xin được chở đi tới dưới. Bình oxy này có nằm trong cái bảo hiểm mình không? Không, chỉ là tiền mặt không. Ta đem lên là... Là một cái bình này thở được bao lâu? Khi anh mệt quá thì có 5 ngày. 5 ngày, 3 ngày. Mà mệt quá... Không, giờ anh mệt tôi thở suốt vậy. Ví dụ như mệt quá thì 3 ngày, 4 ngày. Còn nếu giãn giãn thì 5 ngày. Rồi thay một bình. Hiện giờ nó cũng gần hết rồi, nó hết hơi rồi đó anh. Nó hết lên nổi rồi. Rồi anh mệt quá, anh lấy hơi lên không rồi tôi sợ, tôi mới năn nỉ. Chú giờ ví dụ chú thấy hoàn cảnh tôi vậy đó, rồi chú có giúp được cái gì lớn nhỏ gì chú, cho gạo thóc gì tôi ăn cũng đỡ. Chú nằm gì có con cái nào mà hỗ trợ tiền về không để có tiền mà lấy oxy cái gì không? Không, nhờ con cháu nó cho đứa lại thăm, nó cho 100, 200, cháu ruột của anh á. Rồi chị em ruột thì cho thịt, cá, đồ ăn, sớm ghiền thì người ta cũng thương ảnh lắm, người ta cũng cho thịt, cho đồ ăn. Cô chú hồi đó ở đây làm nghề gì? Anh mặn hồ, hồi đó anh mặn hồ, còn tôi thì mặn mướn nuôi con. Nói chung là thằng đang bị thương, nhưng mà cũng cố gắng. Là tại vì cô gọi quá trời luôn. Nhưng mà qua thì thấy cảnh chú bệnh như vậy thì thằng cô không nỡ. Xin được dùng cái bao gạo này là của Mạnh Thường, đó là Hồng Mũi Lưu. Nhiều lần ủng hộ giúp đỡ rất là nhiều bà con. Thì số bao gạo còn lại là 5 bao, Thuận sẽ dùng 1 bao này, còn lại là 4 bao. Cái phần còn lại